bà con cô bác cảnh giác xin việc làm ở ngã Cần Xương, lên mạng thấy việc làm là chị kỹ tài xế nè, rồi kỹ công nhân bốc vét nè, rồi kỹ xây dựng nè, thợ hầu rồi kia, đủ thứ nghề ngành nghề đó, đưa mình ra khu vực Sóc Trăng á, nó bỏ mình đó đó, rồi nó cứ đóng tiền tùm lum tùm la. Nên mọi người cảnh giác thì không nên xin việc làm mình đóng tiền là cái là lừa đảo, hiểu không? Xin việc làm bắt đóng tiền đóng nội này kia là lừa đảo, là nó bốc lột cái động mình, nó đâu trả tiền mình đâu, kêu làm đã đợi đâu trả tiền đâu, nó sai hợp đồng người kia. Nên mọi người không có nên lên ngã tự ăn xương mà mấy cái công ty lừa đảo á, cái thẳng luôn công ty kỹ nhân viên lừa đảo ha. Nên mọi người nên cảnh giác, không có nên xin việc làm mà lên công ty ăn xương thì cái khúc quận 12. Nên bà con nên tôi nói nhiều lần lắm rồi, một ngày tôi nhận biết bao nhiêu thanh niên đã điện thoại bán chốt tôi vụ mà xin việc làm ở trên ngang khu vực ngõ cây xương ấy, vườn xương ấy. Đó nên bà con làm ơn chia sẻ để cảnh giác vấn đề này đó. Bây giờ em này cũng bị là người bị hại nè, nghe mình lên lại báo cho tôi, báo án cho tôi vụ mà bị lừa đảo, em lừa bên sao em hỏi cách gì tôi lớn lên. Dạ em Nguyễn Thanh Đường ạ. À, em sinh năm mấy? Em 1995 ạ. À, hiện giờ quê em ở đâu? Em ở Bình Phước ạ. Lý do em biết hiệp tiểu nãy là em mấy dấu vụ mà xin việc làm trên mạng mà đến ngã Tân Sương. Vâng, bây giờ em xuống đó xong người ta giới thiệu đưa em, người ta đưa em xuống rồi là khu ngã tư 550 vô trong khu Dĩ An rồi là bốc vét ở đó, rồi em làm được 10 bữa mà giờ người ta gọi là em gọi người ta cứ hẹn hẹn người ta không trả tiền. Giờ em mấy bữa nay em có tiền ăn thôi. Em kể rõ ràng lý do sao biết ngay cái cầu vũ Anh Sương, ở Cần Sương là xin được làm cái đó, lý do sao? Em lên mạng. À, lên mạng nào? Em lên trang tên gì? Trang mạng bấm lên Google là cần kiếm việc làm, tuyển lơ xe với là tài xế đó. Nên bà con cảnh giác nha, đó cái mạng đó, cái xin làm trên mạng đó, đó là lừa đảo không á. Muốn xin việc làm trên mạng này tính không có, nhưng Bình Dương có xúc cái việc làm, xúc cái việc làm thì lên đó đọc sơ. Còn mà nộp hồ sơ mà kêu lên mà đi đóng kỳ nhiều kia là lừa đảo. Sáu chục người à? Rồi sao kể từ cần thiết, từ lúc ở Cần Thương sao lúc đầu vô vô cái đóng gì? Dạ vô thì kêu là nộp trước đó là 200 ngàn tiền nhà làm thủ tục để làm thẻ, xong rồi nộp thêm 500 ngàn tiền đồng phục. Mà đồng phục là có nhận đồng phục không? Dạ không, chưa có cái thẻ, chưa có đồng phục nữa ta. Thành là 2-700 ngàn rồi sao nữa? Rồi xong rồi là người ta gọi là kêu người ta xuống, người ta giới thiệu xuống, cái là người ta đưa xuống dưới ngã tư 550. Rồi giới thiệu là mình tự chạy xe xuống 550 hả? Vâng, tự bắt xe ôm xuống. Bắt xe ôm xuống 550 rồi trả cái xe ôm hết nhiêu? Dạ, từ trên đó xuống giá 180.000 nữa. 180.000 nữa thật ư? Từ Cần Thơ lên xuống 180.000 nó mắc quá. Rồi bao nhiêu người xuống dưới đó rồi làm rồi là không có tiền. Từ ngoài Bình Định hay là ngoài Hải Phòng, bao nhiêu người ở miền Trung rồi ở dưới Phan Rang, Phan Thiết rồi về. Rồi em làm mà rồi vừa đi đó rồi đóng tiền thêm nhiêu nữa? Dạ, thì em chỉ đóng hết 700. Rồi vô trong mà vô làm, em làm được bao nhiêu ngày mà không trả tiền? Dạ em vô em làm em kêu thử việc 3 ngày xong cái là em xin, em không có tiền, em đâu có tiền về đâu. Em xin ở lại làm, cái em làm thêm được gọi là 5 ngày nữa, 3 ngày công thử việc với 5 ngày công là 8 ngày công. Mà bây giờ em điện hôm qua tối hôm kia anh kêu là mai anh qua anh cho anh đưa cho em 600.000 là em đi về xe, mà hôm nay hôm qua qua cái là anh không nói gì hết, cái hôm nay em điện anh kêu hẹn rồi là qua tuần sau. Mà em kêu bây giờ em có tiền ăn mà anh cứ hẹn em qua tuần sau, là anh hẹn là vài ngày rồi sao em đợi mình có bao nhiêu tiền đâu. Anh trả 300 một ngày mà em làm được 8 ngày công có 2.4 triệu rồi, mà em lấy được có 400.000 rồi, còn 2 triệu mà mấy ảnh rồi là kêu cái em kêu để em gọi rồi là chính quyền giải quyết, em kêu lên công an phường đi đó, đó cứ lên trên đó coi giải quyết, rồi gọi công an phường giải quyết làm gì được. Bây giờ có số điện thoại đó không? Dạ có. Điện đến giờ nó sao? Thì anh cứ hẹn qua tuần vậy. Đâu có điện thoại đó, anh nghe coi. Điện thoại anh nghe coi. Vâng. Ba mẹ mở cái lớn lên nghe. Đó là cậu đứa canh gì? Dạ tên Lợi. Đâu? Nó dân Bắc Việt Nam hả? Dạ em cũng biết. Nó nói giọng miền nào? Nó giọng như là miền Nam hay sao? Rồi nói đi. Đó bà con phải cảnh giác vấn đề này ha. Mở lớn lên nghe.
cảnh giác mình đi xin làm trên mạng này kia, tôi mệt quá, giờ đủ thứ lừa đảo hết, đủ thứ đó, nó không nghe máy đâu, giờ máy bật luôn à. Nãy em gọi em nhờ, em nói em nhờ chính quyền á, rồi sao thế là xong, mình cứ kêu mình cứ nhờ đi có ai giải quyết được. Nó mà nó bắt cận kìa, anh lấy cái máy là điện ra xuống cái máy, xuống nó cái máy giờ để đây điện nó nói lên tôi là tôi là. Bây giờ bà con bác rồi, xin việc làm trên mạng cho chừng lừa đảo bà con. 0879 0879 này nữa 7142 7142 61 61 vậy xin làm trước nha. Ông này là ổng chỉ là quản lý rồi, cái trên kia đưa hồ sơ nộp cho ổng quản lý, là ổng đưa xuống đây là ổng quản lý, ổng coi rồi. Em là cái gì? Được. Bây giờ bà con quét làm bên em cái gì? Được. À, anh Lợi hả? Ờ, biết sao tôi hiệp sĩ Quỳnh Hải nè, có được lại khóc lóc được việc nè, sao mà không trả lương, tiền lương nó làm bốc lột đụng là chi, hiểu không? Ủa, em kêu là không phải trả, nhưng mà bây giờ công ty cho đưa xuống, em kêu là thứ hai thứ ba rồi em đưa cho chứ phải không, em không phải là em nói là không phải không trả, thứ hai thứ ba có em mới đưa. Thứ hai thứ ba không? Em mấy bữa nay hôm qua anh hẹn, hôm qua anh đưa tiền cho em xe về, mà em làm gì có tiền ăn, mà ở đó là em qua em tới giờ em mua con gói hay có mì ăn thì đâu mà em ăn. Thì anh đưa nhiều khi thôi bữa nay không, bây giờ nào anh hẹn rồi, thứ hai mấy giờ anh đưa tiền cho ảnh đó, thằng em này thứ ba công ty đưa tiền em mới đưa được. Rồi bây giờ thứ ba phải không? Rồi thứ ba, nói chung là mình sống với tình người đi thiệt cũng tội nó, hiểu không? Tôi đây là ai đến đây tôi cũng giúp hết á, dù em bị cái gì, em mà bị gì em điện lại anh cũng giúp hết, hiểu không? Hiểu không? Đó thì nói gì á, em sống với tình người nghe. Thứ ba phải không? Thứ ba có em đưa cho nó. Rồi. Đó, rồi, anh kêu thứ ba có. Rồi, thứ ba thì vậy, thứ ba. Thứ ba có rồi cái câu nói đó, chẳng gì thứ ba đã có. Thôi thì anh nói thì mày cứ nghe đi, anh làm việc cho anh giúp cho. Ha, rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, cảm ơn em. Vậy thứ ba rồi sao? Mẹ gì? Đó bây giờ nên bà con cảnh giác nhau. Bây giờ mà sự việc là người ta đi làm mà bị công ty lên mạng xin việc làm, tỷ nhân viên bốc chết, rồi tỷ tài xế, rồi tỷ lơi xe này kia. Thôi tôi nói mấy mọi người, bây giờ đến cảnh Bình Dương có công ty xúc tiến việc làm này, lại nộp hồ sơ vô rồi đi làm ha. Đó nó bà con có gì cứ liên hệ đội Chính Hải 0913 785 858 ha. Ai bị gì cứ điện thoại cho tôi ha. Nhưng mà nói thẳng với bà con nè, bây giờ ba vụ hụi hàm kỳ bạc thiếu thì kêu hỏi bà con là bơn, bà con đừng có điện cho tôi nữa để tôi còn bắt cướp nữa, giúp dân nữa. Chứ giờ ba cái hụi hàm kỳ bạc thiếu nợ qua lại cái đó tôi dễ không được, mấy con cá đó tôi đi rồi đợi thôi, tôi có làm vậy ha. Thì nói mọi người biết, mọi người làm ơn đừng có điện cho tôi, mấy vụ đó phải ra tòa án, đến công an trình báo ha. Còn đây là tôi được bắt trò bắt cướp giúp dân ha. Hẹn gặp lại bà con, chia sẻ giùm tôi, cảm ơn mọi người hãy chia sẻ.